Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động được bình yên, đời sống của người dân thêm ấm no. Có được thành quả trên là sự đóng góp không nhỏ của câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội do bà Đoàn Thị Hòa và Hội người cao tuổi xã Thọ Vinh thành lập. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi. Bà Cao Thị Chiến, ngụ ở thôn Quang Tiến, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, có người con trai cả nghiện ma túy đã gần 10 năm. Có người nghiện trong nhà, bao nhiêu tiền bạc, vật chất trong nhà đã tiêu tan, đổi thành ma túy, khiến bà Chiến rất suy sụp. Nhờ những buổi thăm hỏi của bà Đoàn Thị Hòa và những người cao tuổi trong câu lạc bộ đã vận động con trai bà Chiến đi cai nghiện, đến nay tình hình sức khỏe đã dần ổn định. Các bà ấy là đều đến động viên để cho cháu nó đi cai nghiện, cho nó qua cái đốt nghiện để cho đỡ khổ gia đình. Cháu nó cũng tiến bộ, nó chịu khó đi làm, là nó cũng vẫn đi làm, thỉnh thoảng nó giúp đỡ tôi làm đỡ công việc của mẹ. Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân thường xảy ra lục đục giữa bà và chị Trần Thị Ngọc là con dâu bà Xuân. Những buổi cãi vã tưởng như đã làm rạn nứt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng nhờ sự an ủi động viên của bà Đoàn Thị Hòa và hội người cao tuổi trong câu lạc bộ đã hàn gắn hạnh phúc gia đình chị Ngọc. Rất chân thành cảm ơn và bên cô Hòa là bên chống tệ nạn xã hội đã đến động viên giúp đỡ gia đình nhà tôi, và gia đình nhà tôi sẽ có sự thay đổi trong cuộc sống để đi lên. Cô là người gần cận với người dân chúng tôi, cô sát cánh với chúng tôi về mặt tình cảm và tinh thần. Tuyên truyền bà con nhân dân là chấp hành cái sự đoàn kết để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cho cái dân cư được yên vui là trách nhiệm của chúng tôi. Ký kết với câu lạc bộ với thôn xóm không để cho con em mình xảy ra cái điều gì trong khu dân cư. Câu lạc bộ chống tệ nạn xã hội thường xuyên phối hợp với công an địa phương thực hiện tốt công việc tự quản, đảm bảo an ninh trật tự trong xã, vận động các gia đình trong thôn không vi phạm pháp luật. Đó là điều kiện cần để xã hội phát triển kinh tế, xã hội. Ngày lễ, ngày Tết thì đều có đi tuyên truyền vận động nhân dân, ví thể như không đốt pháo nổ, đến với các gia đình mà có người nghiện hoặc là có hiện tượng tranh chấp đất cát hoặc là vợ chồng khúc mắc thì đều đến hòa giải. Với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, với trách nhiệm của người cao tuổi tích cực tham gia là bảo vệ phòng chống cháy nổ và không tàng trữ ma túy trong nhà. Gia đình hạnh phúc là cơ sở cho một xã hội văn minh phát triển. Thời gian tới, bà Đoàn Thị Hòa và những người cao tuổi trong câu lạc bộ có kinh nghiệm sống dày dặn sẽ tiếp tục thăm hỏi động viên nhiều gia đình, đảm bảo sự ấm êm trong xã hội.